có cái lời kêu gọi rất là khẩn cấp trên mạng đó chính là những người nào mà có thể làm YouTube có thể làm tài liệu chia sẻ những sự thật liên quan thị trường này đó thì nên đứng lên để mà làm thì tôi cũng đã đứng lên để mà làm gây dựng một cái channel tiếng Anh liên quan đến thị trường crypto nhưng mà sau đó, đó thì đội cũng làm một vài video tiếng Việt nhưng mà cái sự ủng hộ của những bạn Việt Nam đó thì rất là nhiều cho nên cuối cùng channel này đã chuyển thành 100% tiếng Việt và cũng thời điểm đó có rất là ít à, những channel Việt Nam liên quan đến crypto và Thuận cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để mà đem đến nhiều thông tin liên quan đến thị trường này với các bạn. Thì bây giờ đã là 4 năm rồi, thị trường bây giờ đã khác lúc xưa rất nhiều. Bây giờ thị trường này trưởng thành hơn nhưng mà với cái sự trưởng thành của thị trường đó, chúng ta lại có nhiều cái sự phức tạp hơn. Phức tạp hơn là năm 2017 rất là nhiều để thường chia sẻ với các bạn. Giống như là chúng ta nói chung đó, thị trường này bây giờ khi mà các bạn nhận được thông tin đó, thì các bạn chỉ nên coi đó là thông tin mà thôi, không nên coi đó là sự thật. Tại vì mỗi một người đều có cái nhìn khác nhau về thị trường crypto thị trường bitcoin hiện tại thường có thể là quy ra làm bảy cái loại đơn giản để các bạn hiểu